xin kính chào các bác Hôm nay thì tôi giới thiệu cho các bác về cái cây nghiến giống đây, đây là cái cây ở trong bầu rồi tôi đã ươm đến năm thứ hai rồi đây. dễ nó đã ra bên ngoài rồi cây này thì có thể đưa đi trồng rất là đảm bảo rồi cái uh, nghiến lá của nghiến thì nó dạng hình tim ấy các bạn gần gần hình bầu dục sen hình tim đây cây này thì cao khoảng 30 phân này đấy, cây rất là đẹp đấy, và cái chiều cao nó lá khỏe mạnh như giống nghiến này nó khỏe lắm các cây nghiến làm cái thớt đấy các bác các bác ấy mua cái thớt nghiến này các bác biết này. cây sinh trưởng ở trong rừng rất là lâu năm nó mới được cái chất lượng gỗ nó tốt như vậy còn để trồng thì trồng cho nghĩ đời con cháu nó nhiều năm để cây rồng còn không thì mình làm cảnh quan làm cây bóng mát thôi cây sân vườn để giới thiệu cho con cháu nó biết là những cây này là cây nghiến ở trong rừng ở trong rừng thì bây giờ đã bị khai thác triệt đề này để luống này thì tôi ươm được đây còn khoảng hơn ba cũng đang chọn những cây đẹp rồi bác thấy những cái chỗ rỗng rỗng này đấy là đã chọn những cây đẹp cây khỏe thì bán trước cho các bác còn những cây nhỏ đến lớn to khi nào đẹp khỏe mạnh thì lại bán tiếp bên kia là mai anh đào các cây khác còn cây nghiến này là cái cây gỗ lâu năm gỗ quý nhóm một e là nghiến ấy. lên thì tương đối là chậm nay thì giới thiệu cho bác về cái cây nghiến giống như vậy thôi bác nào mà có nhu cầu trồng làm cảnh quan thì cứ liên hệ với chúng tôi người trồng gỗ lâu năm cảm ơn các bác đã theo dõi video